Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi được biết, vào ngày 20 tháng 6 năm 2019 vừa qua, thì chị Kim Thanh là vợ của nhà báo tự do Chu Minh Đức đã đến trại giam số 6 Thanh Chương tại Nghệ An để thăm gặp anh Chu Minh Đức là chồng của chị. Thì theo chị Thanh thông báo, anh Chu Minh Đức đang tuyệt thực cùng với một số anh em tù nhân lương tâm khác tại trại giam Thanh Chương, Nghệ An để đòi quyền được sống trong môi trường tù khắc nghiệt. Nói đến việc tuyệt thực của các tù nhân lương tâm thì hầu như tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam đã sống trong tù đầy đều trải qua những lần tuyệt thực dù ngắn ngày hoặc là dài ngày. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản sẽ đối xử như thế nào đối với các tù nhân lương tâm, đối với những tù chính trị, và khi mà họ tuyệt thực thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đến nhân phẩm, đến tính mạng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có sự xuất hiện của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài và cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng để chia sẻ những cái câu chuyện ở trong tù, những lần tuyệt thực, và để đồng cảm với những anh chị em của chúng ta đang tuyệt thực ở trong nhà tù cộng sản. Và xin mời sự xuất hiện của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài ạ. Vâng, xin chào anh Lê Sơn, xin chào anh Phạm Minh Hoàng và xin chào tất cả quý khán giả đang nghe theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng. Vâng, xin chào anh Đài, xin chào anh Sơn và xin kính chào quý khán giả của Đài. Vâng, thưa các anh, không biết các anh có cảm xúc như thế nào, nhưng mà mỗi khi mà tôi cứ nghe đến những tù nhân lương tâm, những anh chị em tù nhân lương tâm bị đau khổ hay là bị đang đang tuyệt thực ở trong nhà tù cộng sản thì tôi có cảm xúc, tôi rất là xúc động và cũng khó để mà kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Thứ nhất là rất thương các anh các chị đang ở chốn lao tù. Thứ hai là những cái cảm xúc mà trước đây mình cũng đã từng ở trong tù, mình cũng đã từng từng tuyệt thực, nó ùa về. Đối với tôi, anh Chu Minh Đức là một người mà tôi đã từng được làm việc cùng, đã từng được ở cùng, đã cùng được sống chung, một người rất tuyệt, một người có tấm lòng cho quê hương đất nước. Đấy là sự dấn thân nhiệt thành mà thậm chí với cá nhân riêng của từng người, anh Đức rất quan tâm đến đến bất cứ ai quả thật. Cho nên cái việc mà anh Đức tuyệt thực, Chu Minh Đức cùng với các tù nhân lương tâm khác tuyệt thực ở trong nhà tù Thanh Chương, Nghệ An để đòi hỏi các cái yêu cầu tối thiểu của cuộc sống ở trong tù đó, thì tôi nghĩ cái chuyện đó đó là cái tâm và nó có sẵn ở trong cái con người, cái tâm, cái trí, cái trái tim của anh Chu Minh Đức rồi. Thì không biết anh Đài, anh Hoàng có cái suy nghĩ như thế nào, hoặc là có những cái trải nghiệm ra sao khi mà mình ở trong tù, và có cảm xúc như thế nào khi nghe những anh chị em tù nhân lương tâm của chúng ta tuyệt thực ở trong tù ạ? Vâng, xin phép anh Hoàng và tôi được chia sẻ trước. Thì trước hết chúng ta phải nói về cái bản chất của cái chế độ cộng sản đã. Đó là một chế độ rất là xấu. Nó thiết lập chế độ đó để tước đoạt đi tất cả các quyền con người của người dân Việt Nam. Thì khi chúng ta bên ngoài xã hội chúng ta bị xâm phạm nhân quyền, chúng ta đã người đi trước, chúng ta hiểu được đó và chúng ta đấu tranh để đòi quyền lợi cho mình, cũng như đòi hỏi các quyền lợi cho đồng bào dân tộc chúng ta, thì chúng ta bị bắt, bị cầm tù. Thế nhưng mà cái bản chất của nhà nước cộng sản ấy, nó không chỉ xấu xa đối với người dân bên ngoài xã hội, mà khi nó đã bắt được tước đoạt tự do của một người ra vào nhà tù rồi, nó vẫn chưa buông tha là người ta, nó vào trong đó nó còn muốn tước đoạt đi sức khỏe của những người tù nhân chính trị, và đồng thời ấy, qua cái biện pháp tước đoạt sức khỏe đó, nó còn muốn gửi thông điệp đe dọa đến những người khác là gì, đừng có tiếp tục đấu tranh nữa, đấu tranh vào tù sẽ phải khổ như vậy. Thì bản thân tôi ấy, trải qua 2 lần tù, tổng cộng là
6,5 năm thì tôi đã trải qua rất nhiều. Tức là khi bị giam trong đó thì nó đối xử với mình rất là tàn tệ. Ví dụ như là cái thời kỳ tôi bị tạm giam ở trại giam Hỏa Lò, rồi trại giam số 1 thành phố Hà Nội ạ, thì hàng ngày họ cho mình uống nước bẩn trong suốt cả 10 tháng ở đó, không có một nước sạch để uống. Rau cũng họ cho mình á, họ cũng rau bẩn, khi mà họ đưa rau chúng tôi ăn á thì có cả đất, có cả sên, có cả đỉa ở trong đó. Đấy thì cơm sống. Thế rồi sau này khi mà xuống trại giam Hà Nam á thì trời rất là nóng nực và họ không có cho mình cái đủ cái điện hay đủ quạt để có thể phục vụ cuộc sống tối thiểu ở trong tù. Thế mục đích của họ làm như vậy á, để cho thứ nhất là đánh vào trực tiếp những người tù, tức là vào họ nói là gì, vào tù nó không phải là sướng. Nếu về mặt pháp luật mà nói thì chúng ta phải nói là về pháp luật ấy, thì nhà nước cộng sản họ đặt ra cái pháp luật, cái tiêu chuẩn tù thì cũng là tương đối, không có gì là tệ. Thế nhưng mà đối với tù anh chị ấy, thì họ không bao giờ chấp hành đúng những cái quy định mà pháp luật đã cho những người tù anh chị được hưởng. Ví dụ như là trong một cái buồng giam ấy, thì anh phải có một cái tivi, phải có quạt mát vào mùa hè. Đấy là cái hai cái quy định tối thiểu ở trong cái luật thi hành án, nó là quy định như vậy. Thế nhưng mà như chị Thanh phản ánh ấy, những anh Trương Minh Đức và rất nhiều anh em ở trại giam số 6 Thanh Trương Nghệ An thì không có những cái điều kiện tối thiểu đó. Trước khi vào mùa hè nóng nực họ đã tháo quạt, họ mang tất cả những thứ đi ra ngoài và họ không cho anh em sử dụng. Thì đây là một cái sự xâm phạm rất là nghiêm trọng đến cái quyền lợi của những người đang bị thi hành án ở trong các nhà tù. Đấy thì như tôi nói, mục đích của họ không chỉ tước đoạt tự do của những người đấu tranh cho công bằng công lý ở Việt Nam, mà khi đã giam giữ trong tù họ còn tìm một cách để tước đoạt sức khỏe của họ. Vấn đề tước đoạt sức khỏe là một chuyện, họ còn làm cho bị những người ở trong tình trạng đó phải tức giận, rồi có thể ảnh hưởng đến cả cái tâm trí thần kinh của mình nữa. Thì trong 4 năm đầu tiên tôi ở nhà, 10 tháng ở nhà trại giam số 1 thành phố Hà Nội, rồi hơn 3 năm ở dưới trại Hà Nam ấy, thì chúng tôi ở giam rất đông người, thì họ không thể dùng các cái biện pháp mà tấn công cá nhân được. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi vừa qua, khi tôi ở trại giam B4 ấy, thì trại giam chỉ lúc thì họ giam tới 4 tháng cho một mình, còn thông thường là giam 2 người, thì họ có đầy đủ các cái điều kiện để họ thực hiện những cái đòn tra tấn về tinh thần. Ví dụ như là cơm hàng ngày họ cho tôi ăn ấy, thì tôi phải ăn cơm sống mất 20 ngày, rồi canh ấy, thì thường thoảng họ cho xà phòng ở đó, rồi ví dụ như là báo chí gia đình gửi vào họ rút ruột ra, rồi đồ ăn thì họ cho dơ bẩn. Đại khái là cho hiểu là những người quản giáo ở đó họ có thể nghĩ được cái gì mà làm cho mình tức giận thì là họ làm ngay lập tức. Ví dụ mình xin thuốc buổi sáng, bình thường họ sẽ phát ngay buổi sáng, nhưng mà họ muốn chọc tức mình thì họ đêm mình đang ngủ say họ mới gọi mình dậy để phát thuốc. Đấy, ví dụ như thế. Thì nó luôn luôn nó làm cho những người tù có cái cuộc sống không được bình yên. Thì bình thường ví dụ những người như chúng ta thì đã chấp nhận đi khi đấu tranh thì chấp nhận rồi, mình không có sợ nhà tù cả. Mình nghĩ nếu vào tù mình cũng xem luật, mình biết nếu với cái chính sách họ quy định như vậy tiêu chuẩn như vậy và với cái sự tiếp tế của gia đình thì mình sẽ có cuộc sống rất là bình thường ở trong tù, không có gì sợ, mình có thể tù 3 năm, 5 năm, 10 năm không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà cộng sản thì không bao giờ nó cho mình được thực hiện đúng cái chính sách mà nó đã quy định, và không bao giờ cho mình cái cuộc sống bình yên của cái người tù như vốn như thế, mà luôn luôn làm cho cuộc sống của mình luôn luôn phải xáo trộn, thỉnh thoảng nó lại làm một chiến dịch. Ví dụ như là lúc tôi ở Hà Nam ấy thì người tù là phải nằm ở trên sàn, sàn gạch. Thế nhưng mà những người hết án tù họ để lại những cái chăn để anh em ở sau thì có cái để trải đệm, tức là người nào thì cũng có cái chăn để làm trải đệm vào mùa đông. Thế thì trước khi mùa đông diễn ra thì họ vào họ đọc quy định của luật là gì, mỗi người tiêu chuẩn nhà nước là được cấp 2 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo cộc, một cái chăn 3,5 kg, một áo chân thủ để giữ rét. Thì đấy là cái quy định của nhà nước cho những người tù. Còn nếu như trường hợp người nào mà không đủ quần áo mặc, không đủ chăn để ấm thì có thể yêu cầu gia đình gửi thêm vào. Nhưng mà họ cắt cái phần sau đi, họ nói là gì, tiêu chuẩn nhà nước cho anh thế thì anh chỉ được sử dụng thế thôi, và họ đòi tịch thu tất cả những cái đệm mà để mình trải ra đưa ra ngoài để họ đốt. Thì những người tù hình sự thì họ bị áp bức như vậy thì họ chịu, tức là bị tịch thu những cái đệm ra đốt và họ nằm trực tiếp xuống cái sàn đất, rất là lạnh, mùa đông lạnh như vậy sao ngủ được. Nhưng mà đối với tù chị vì số lượng chúng tôi bị giam đông đến 50-60 người buồng thì chúng tôi tập trung lại đấu tranh và cương quyết không cho họ làm vào đó, thì cuối cùng họ chịu thua và mình vẫn giữ được cái đệm để mình có thể trải nằm trong suốt cả mấy tháng mùa đông. Thế thì đấy, chúng ta đấy qua những câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy gì, cái bản chất của cái nhà nước cộng sản ấy, nó không chỉ đối xử tàn tệ với những người công dân bình thường, những người đang còn quyền công dân, mà khi những người đã bị tước quyền công dân rồi mà bị giam trong nhà tù thì nó vẫn tìm mọi cách để nó đối xử một cách rất là tàn tệ ở trong nhà tù. Đấy thì bản chất của chế độ cộng sản như vậy. Và qua cái vụ mà anh Trương Minh Đức và một số anh em ở
trại giam số 6 huyện Thanh Chương Nghệ An á, đã phải dùng đến cái gọi là cái sự phản kháng cuối cùng của mình, đó là tuyệt thực. Ở trong tù không có một cái giải pháp nào cả. Mình có làm đơn khiếu nại, có đòi gặp ban giám thị, có gọi gửi đơn lên Bộ Công an, tất cả nó cũng chìm và im lặng hết, nó không có giải quyết. Đấy, cho nên có hò hét không ăn thua, cho nên là chỉ có cái cuối cùng là chấp nhận hy sinh chính cái sức khỏe, cái mạng sống của mình để đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình thì mới được. Thế nhưng mà làm như vậy thì nó xa vào cái mục đích của đúng đạt đúng yêu cầu của chế độ, đó là tước đoạt đi sức khỏe và thể chất cũng như tinh thần của những người đang bị cầm tù. Đấy thì đấy là một cái sự rất là nói một cái từ nó mạnh mẽ, đó là sự khốn nạn của cái chế độ cộng sản. Vâng, vì khi mà nghe những câu chuyện nhá, anh chị em trước đây như là chị Mẹ Nấm, rồi trước nữa thì chị Tạ Phong Tần, rồi anh Hải Đấu Cày, rồi anh gần đây nhất thì anh Trần Huy Thức, anh đã tuyệt thực đến ba mấy ngày, thì đó là một cái nỗi đau không chỉ của chúng của bản thân chúng ta, mà nỗi đau chung của tất cả những người Việt Nam có cái tấm lòng đối với đất nước của mình, có cái tình yêu thương đối với những người anh em đã dấn thân đấu tranh cho công bằng tự do bên ngoài xã hội, rồi khi ở trong tù cũng bị đối xử một cách rất là tàn tệ như vậy. Vâng, thì tôi cũng chỉ biết chia sẻ với sự cảm thông đối với anh Trương Minh Đức và tất cả các anh em khác đang phải trải qua những cái mùa hè rất là nóng nực ở trong trại giam, không có quạt, ở trong đó phải tuyệt thực để đấu tranh đòi quyền lợi của mình được. Vâng, cảm ơn anh chia sẻ những cái câu chuyện, những cái trải qua những cái đau khổ trong tù. Thì hiện giờ là đang có anh Trương Minh Đức, thầy giáo Đào Quang Thực và anh Nguyễn Văn Túc vẫn đang tiếp tục tuyệt thực. Và bây giờ là đến ngày thứ 15 rồi, trong trại giam số 6, phân trại 2, Thanh Chương, Nghệ An, để đòi quyền sống như những con người bình thường thôi. Vâng, thưa tù nhân lương tâm, cửa tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng, thì anh có trải nghiệm gì và anh có cảm xúc như thế nào khi mà anh chị em của chúng ta tuyệt thực để mà đòi một cái quyền sống tối thiểu trong nhà tù cộng sản cho họ và cho những người khác, cho những tù nhân khác, thậm chí cho cả những cái tù nhân hình sự? Vâng, thì phải nói là tôi được cái may mắn, tôi có thể nói là may mắn là tôi trải qua một cái thời gian ở tù nó không có dài lắm. Thì tôi đã vừa nghe luật sư Đài vừa nói thì tôi rất phải nói là tôi thật sự tôi không thể nào tưởng tượng được cái điều kiện nó khắc nghiệt như vậy. Như là ăn canh mà họ có thể bỏ xà bông hoặc là bỏ những cái chất bẩn vào những cái thức ăn của người tù. Thì tôi thấy cái đó thật xót xa, bởi vì đối với tôi á, người tù chúng ta đó là chúng ta mất cái dân quyền, là cái quyền công dân thôi, chúng ta không có mất nhân quyền, chúng ta vẫn là con người và chúng ta vẫn phải được đối xử một phẩm giá, và cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó cũng áp dụng được với chúng ta ở những người ở trong tù. Thì đó là cái nhận xét đầu tiên. Cái thứ hai nữa thì tôi chia sẻ những cái gì mà anh Đài cứ là Sơn vừa trình bày á, thì là một khi mà người tù họ đã quyết định họ đi làm họ tuyệt thực á, đây là quyết định cực kỳ khó khăn. Vì thứ nhất á, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Nhưng mà cái điều mà tôi lo hơn tất cả là cái việc mà nhà tù á, họ sẽ trả thù bằng cách là không cho thăm gặp nữa, hoặc là có thể cho thăm mà không gặp, hoặc là có thể cho gặp mà không cho nhận quà, nghĩa là họ đủ cách để có thể trả thù mình được. Thì trở lại cái chuyện của anh Trương Minh Đức và những anh em đang phải đối mặt với cái cơn nóng khủng khiếp mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Tôi đã từng biết anh Trương Minh Đức là một người phải nói là rất là hiền lành. Anh ấy phải nói là lúc nào trên môi cũng có một cái nụ cười, và lúc nào cho dù lúc anh giận dữ, anh cũng thấy một cái nụ cười, một hiền hòa. Mà đến ngày hôm nay mà như là chị Thanh kể, mà anh phải đi đến cái việc mà anh quyết định anh tuyệt thực, thì rõ ràng là anh ấy phải sống đã phải là đường cùng rồi. Thì có lẽ là chúng ta xa xôi như vậy thì tôi không biết cái nào hơn là tôi xin chia sẻ những cái đau khổ và ông góp lời là khá như là những là chúng ta là những người có đức tin, thì chúng ta cầu nguyện cho anh Đức và tất cả những người tù để sớm vượt qua cái khó khăn này, để còn tiếp tục, để còn sống, để vì cái cuộc đấu tranh chúng ta còn dài. Vâng, cảm ơn cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng và Nguyễn Văn Đài để chia sẻ những cái câu chuyện, chia sẻ những cái cảm xúc. Bản thân tôi thì cũng trải qua 4 nhà tù giống như anh Đài, ở trại giam Họ Lò, rồi trại B14, rồi trại Hà Nam 3 sao. Như vậy là cùng 3 trại giam với anh Nguyễn Văn Đài ở đấy, và trại giam Nghi Kim Nghệ An. Thì đúng như những gì mà anh Đài vừa mới chia sẻ về các trại giam đó, khi mà tôi ở trại giam B14
trong những tháng đầu tiên mùa đông năm 2011, tôi nằm ở cái bệ xi măng, trời lạnh, thậm chí xuống 9 độ C, trời rất lạnh. Nhưng mà tôi không có chăn để đắp bởi vì họ không cho gia đình gửi chăn vào. Tôi phải lấy cái tờ báo tôi lót xuống cái thềm xi măng để nằm. Nhưng mà nó lạnh đến thấu xương, nằm co quắp lại. Và chỉ có một cái mền mỏng 2kg để đắp lên trong cái khoảng thời gian khoảng một tháng, hơn một tháng, thời tiết 9 độ C. Khi mà đó là một trong những rất nhiều vô vàn thứ xảy ra trong trại giam B14 khi mà tôi mới bị bắt. Tức là họ nhằm mục đích là họ triệt tiêu cái tinh thần, ý chí đấu tranh của mình. Cái khi đó còn đang hỏi cung, để mà mình cảm thấy là mình không chịu đựng được, để mà mình đầu hàng, để mà mình phải khai báo, mình phải thành thật khai báo. Nhưng mà mọi sự rồi cũng quen đi và tôi đã vượt qua được. Thì khi mà đến nhà tù Hỏa Lò, đúng là họ cho chúng tôi ăn rau muống mà có rễ tre, tức là nó già, nó sơ, nó cứng, nó có đất, nó có bùn. Và khi mà chúng tôi nhặt cái rau muống, cái bàn tay của chúng tôi là đen đen, nhuộm đen luôn. Và uống nước thì uống nước bẩn, uống nước vàng, mà ở trong đó chúng tôi phải dùng các cái tất để mà lọc nước để cho nó bớt cái vàng, để bớt cặn đi. Mà sau một ngày chúng tôi làm hai lần tháo ra, và đất ở trong cái tất ấy rất nhiều. Cơm thì cơm vàng, cơm xanh, hạt vàng, hạt xanh, gạo ươn, gạo thối. Đấy là những cái về vật chất đó. Họ muốn trù dập. Còn về tinh thần thì họ không, đúng như anh Đài nói, họ không cho chúng tôi thăm gặp gia đình, không cho gia đình gửi những cái đồ cần thiết, hay là không cho chúng tôi thực hành quyền tự do tôn giáo ở trong nhà tù, không cho chúng tôi đọc kinh thánh. Và khi mà đến trại giam Nam Hà cũng vậy, tức là rất nhiều thứ. Và tôi đã phải tuyệt thực để tôi yêu cầu là đòi được để mà đọc kinh thánh, và sau 3 ngày thì họ phải chấp nhận. Và tôi tuyệt thực để mà tôi đòi phải chuyển tôi ở buồng tốt hơn, buồng giam tốt hơn. Thì sau một ngày sau một ngày tuyệt thực thì đến ngày thứ hai họ chuyển tôi đi. Tức là họ giam tôi với những người bị nghiện, và trong đó những người đó họ sử dụng ma túy, heroin và ke ở trong tù luôn. Và họ bắt ép tôi phải sử dụng ở trong trại giam Hỏa Lò. Thì đấy là những cái câu chuyện rất là vắn tắt, rất là ngắn gọn như vậy, để mà hình dung ra được cái cuộc sống ở trong tù nó đối xử một cách tàn tệ, thâm độc với người tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm như thế nào. Thì những tù nhân khác cũng vậy thôi. Rất 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 là nhiều những tù nhân đã phải chịu những cái đau khổ mà chính bản thân tôi đã chứng kiến, tôi đã thấy. Và chính bản thân tôi đứng ra để mà tôi phản đối những cái chuyện, những cái việc làm rất là tệ bạc, rất là đàn áp thâm độc của trại giam đối với những tù nhân tâm. Khi mà tôi làm như vậy thì tôi cũng bị trả giá. Là ở trại giam Hà Nam, tôi bị hai sĩ quan công an đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, đánh đập tôi đến gãy chân, và trên người tôi bị thâm tím hơn một nửa năm sau nó mới dần khỏi được. Đấy thì xin chia sẻ với anh Đài và anh Hoàng cũng như tất cả quý vị những cái câu chuyện như vậy. Thì anh Đài và anh Hoàng có điều gì muốn chia sẻ không? Thực ra cái đề tài về những người tù nhân lương tâm ở trong tù á, thì nó là đề tài rất là dài. Trong một cái thời lượng chương trình ấy, chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta có thể kể hết được những câu chuyện. Bởi vì trong 6 năm rưỡi ở tù của tôi ấy, thì hầu như là tháng nào cũng có những cái câu chuyện ở trong đó về cái sự đối xử bất công của quản giáo đối với những người tù ở trong đấy. Cho nên thì nhân cái dịp mà
anh Trương Minh Đức rồi một số anh em ở trại giam số 6 Thanh Chương đã phải dùng cái biện pháp cuối cùng là tuyệt thực để phản đối cái chính sách đối xử bất công, chà đạp cái các quyền của tù nhân ở trong nhà tù. Thì chúng ta ở đây chúng ta chia sẻ những sự cảm thông đối với những anh em của mình và đối với những người thân của họ đang phải rất là lo lắng cho tí sức sức khỏe cũng như tính mạng của các anh em của chúng ta đang trong tù. Và chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài này cũng sẽ nỗ lực để làm sao gửi những cái thông tin đó đến với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế để kêu gọi họ cùng nhau lên tiếng lên án cái sự đối xử bất công của Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người tù nhân lương tâm, để làm sao Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm phải thực hiện những cái đúng những cái luật lệ mà họ đã ban hành, cũng như là đối xử một cách công bằng đối với các tù nhân lương tâm ở trong trại giam mà thôi. Vâng, tôi xin chia sẻ thêm như vậy rồi. Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một chút là vậy thì người dân hay là các cái tổ chức của Việt Nam cũng như là các chính phủ của thế giới, người ta quan tâm như thế nào đối với các tù nhân lương tâm và đối với những cái trường hợp mà tuyệt thực hay là bị đàn áp, bị đánh đập ở trong nhà tù. Thì tôi lại chính bản thân tôi, sau khi mà tôi bị hai sĩ quan công an của trại giam Nam Hà đánh đập đó, thì vào ngày 8 tháng 5 năm 2015, một phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Lưỡng viện Quốc hội và Nhà Trắng khoảng độ 20 mấy người có vào trại giam Nam Hà, trại giam 3 sao để gặp và nói chuyện với tôi trong vòng 30 phút. Và họ nói thẳng lý do vì sao họ đến gặp tôi ngày hôm nay, tức là họ biết tôi bị đàn áp, bị đánh đập ở trong nhà tù và trải qua những cái khó khăn, những cái cơ cực ở trong tù đầy. Và họ hỏi tôi về tất cả các vấn đề xảy ra ở trong tù, mà không chỉ là hỏi rành riêng cho những tù nhân lương tâm hay là riêng cho những tù nhân chính trị, mà hỏi chung về cái chính sách trại giam của Việt Nam trong các nhà tù. Họ đối xử với tù nhân lương tâm, đối xử với các tù nhân như thế nào. Thì tôi có gì tôi chia sẻ như vậy, và ngay kể cả đối với các cái tù nhân hình sự khác thì tôi thấy được những cái điều bất công. Tôi cũng nói là cái hệ thống nhà tù tại Việt Nam đối xử với người tù rất tồi tệ, rất là khốc liệt và không có tôn trọng cái phẩm giá nhân vị của người tù trong trại giam. Vâng, xin được cảm ơn cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài đã chia sẻ những cái câu chuyện trong tù của mình, cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình đối với anh chị em tù nhân lương tâm khác đang tuyệt thực ở trong tù. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và chúng ta hãy nhớ đến những tù nhân lương tâm đang tuyệt thực ở trong tù để đòi quyền được sống, đòi được quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Và xin được hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo ạ. Quý vị vừa theo dõi video của channel YouTube Việt Tân. Hãy bấm subscribe, tích dây danh với kênh YouTube của chúng tôi và theo dõi các video khác về tin tức thời sự Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.